cả nhà, tối nay mình sẽ bắt đầu với Valentine Design. Đây, bàn tay này mình mới xong. Dễ thương không? Trên cái tay này là em đang phối hai ngón, hai kiểu trái tim khác nhau. Cái trái tim bầu tròn là của set 2 và trái tim hình quắn nè, hình mà uốn éo đó, nữ tính đó, là của set 1. Và em xài ombre hai màu của Deep and Duo 20 với 92, kèm với hộc xoàn màu. Hello Mỹ Lệ and glitter. Mỹ Lệ chắc sắp nhận được glitter đó. Bây giờ đủ kiểu glitter để xài luôn. Nó cái gì mà có glitter, có hộc xoàn lên là nó đẹp khác thường. À, để em share cái video này ra trước ha. Mấy anh chị giúp cho em share video luôn rồi mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Bộ này làm cũng rất là nhanh, không có chậm đâu. Hồi nãy giờ hai chị em ngồi vừa tám vừa làm. Mà nó ra cũng nhanh lắm. Với lại nãy em mới vừa nói nè, khi mà gắn hột sòn á, em hay có cái tật một bên em gắn đẹp, một bên em gắn không đẹp bằng. Cho nên á, làm vừa làm mà vừa phải lại chờ lại Phật ngồi cho con gắn bàn tay bên kia nó đẹp. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Tay bên này thì mình sẽ làm cái ngón hột sòn qua ngón trỏ theo yêu cầu của người mẫu, là tại vì phải giũa, cầm cái máy giũa trên ngón đeo nhẫn cho nên là không có làm ngón đeo nhẫn được. Nếu mà làm ngón đeo nhẫn thì nó sẽ bị còm. Ok, em sẽ chỉnh cái này ra tí xíu để em thôi hồi nữa mình sẽ bị khuất. Rồi ngón giữa thì mình sẽ làm cái ombre, và ngón này thì mình sẽ làm hột xoàn, ngón này sẽ làm glitter. Ok, bắt đầu. Phải học thuộc bài chứ hồi quên bài. Rồi, bây giờ mình sẽ làm mấy cái ngón một màu trước đi ha. Ngón một màu. Một màu kèm với glitter thì mình sẽ làm ngón này. Thì em sẽ đắp mỏng thôi. Chị muốn bên này cái ngón một màu đó mình làm thử bằng màu đậm, màu hồng đậm hơn đi ha, cho nó khác biệt chút xíu. Hồi nãy bên kia là cái ngón một màu là mình làm hồng lợt. Bây giờ qua bên này chưa quên. Xém chết rồi. Biết vụ gì không? Em quên bỏ primer. Thường là mình làm, em làm là hai tay em bỏ primer hết một lượt. Nhưng mà khi mà làm trên người mẫu á, thì em phải giữ cái step này để cho la cho mấy anh chị coi. Không gài mình chết hụt mấy lần là cái vụ bỏ primer. Làm xong mà không primer, mai nó chốc ra hết là bị đền. Rồi, bắt đầu. Ở đây thì em xài đa phần là màu chính của Deep and Do ha. Và mình đi càng mỏng càng tốt nha mấy anh chị. Em sẽ đi rất là mỏng luôn. Mình sẽ đi glitter cho nên là mình sẽ đi nó mỏng. Từ khúc giữa đi xuống thì mình có thể đi dày, còn khúc trên đây thì mình đi càng mỏng càng tốt. Ok, bây giờ đang định đổi ý là sẽ đi ngược cái glitter đi, từ dưới đi lên mà thôi. Tại từ trên đi xuống, nó có cái room cho mình, cho nên mình nhìn nó sẽ đẹp hơn. Cái cuticle xuống, tùy theo móng, móng nhọn thì cái đầu nó tương đối là nó nhỏ. Cho nên là mình vẫn chọn cái phương án là chừa ở trên cho nó to và mình đi glitter ở trên. Giờ em chuốt cái màu xuống cho nó đủ màu dưới đây nè. Xong ha, ở đây nó vẫn còn ướt á. Mình quét lớp bột lia cho nó mỏng, nó ướt ra. Rồi sau đó dùng cái cây rhinestone picker, mình pick glitter mình bỏ lên.
Mình bỏ cho nó chồng chéo lên nhau cũng được ha. Cái này nó hơi to quá, nó cộm lên nè. Em xin lấy nó ra đi. Rồi em sẽ dùng một tí xíu bột ly, em phủ nó lại vậy nè, để cho nó nằm theo cái thứ tự của nó nằm đó luôn, nó không có nhúc nhích nữa. Rồi sau đó bắt đầu em sẽ đi bột lia để phủ lại nguyên móng. Miếng giấy bên kia không chấm, em chấm bên này hoài nó trúng bụi hoài luôn. Rồi đây, mấy anh chị thấy cái trái tim nó ẩn ẩn lên nhìn dễ thương không? Đó, cái này là trong cái set trái tim, trái tim này là set 1 ở set 2, trái tim tròn. Không nhớ nó nằm trong set mấy rồi mới ghê. Rồi mình sẽ có một ngón đi một màu. Ngón này mình sẽ đi một màu và mình đi hột xoàn ha. Này tay tương đối là dài cho nên là em sẽ đắp hai cục bột nha. Chị thấy cái bột với mình đu đắp nó dẻo hơn. Rồi bây giờ mình đi một cục nữa từ trong đi ra. Nhâm đi thêm cục bột ở dưới đây đi cho nó đủ cái độ dày. Hello, hello mấy anh chị mới vào nha. Hôm nay cái like của mình im lặng quá.
Rồi ba ngón còn lại thì mình sẽ làm ngón này, hồi nãy là mình làm bên kia là mình đã đi trái tim dọc rồi, bây giờ bên này mình có thể mình đi marble rồi mình đi trái tim từ góc trên mình đi xuống đi ha. Ngược lại em sẽ pick cái cục màu lợt nhiều hơn và cục màu đậm. Giờ pick cái cục màu đậm nhiều hơn cục màu lợt. Xuống đây tới cục màu lợt nhiều hơn cục màu đậm một chút. Cái phần ngoài đây là mình sẽ hết rồi. Rồi bắt đầu mình sẽ đi trái tim từ góc này mình đi xuống luôn. Ồ hai màu này đi marble nhà dễ thương lắm. Em sẽ đi một tí xíu bột lia vào ha. Rồi mình đi mấy cái trái tim mà kiểu vào. Cho nó chồng lên nhau cũng được, không sao nha mấy anh chị. Rồi, ở đây thì chắc có thể em đi chèn thêm một tí xíu cái glitter nữa vào đi. Tại trái tim không mà lên cái nền marble thì nhìn nó hơi chìm. Mình sẽ pick một tí xíu cái glitter nữa mình đi chèn vào. Cho nó ra lấp la lấp lánh vậy nè. Ông gắn nó đang xong Sướng ông đi làm nail một trái tim thôi nhiều quá chết anh. Hèn chi lý do tại sao mà chị kiếm nó lánh rồi. Sướng ghê luôn á, đi làm nail vừa được đi làm đẹp mà ở nhà là chồng nấu đồ ăn sẵn, giờ nói em ơi làm nhanh nhanh lên để chị về chị ăn cơm, chồng chị nấu đồ ăn xong rồi, sướng chưa mấy anh chị, mình nghe mà mình muốn ganh tị Anh Thành anh cũng đang nấu đồ ăn hả, ăn xong rồi. Còn chồng em thì em ơi ăn xong rồi hết đi làm.
Rồi mình sẽ đi bột lia để mà mình khô vờ lại ha. Ở đây là em lùm ra một cục bột nè, mà thấy chỗ này nó bị thiếu một cục bột thì mình nó vẫn còn dẻo vẫn còn ướt thì mình đắp nó vào đó, đắp giá đỡ tốn bột. À, ai nói ngân phí bột đâu cũng tiết kiệm chứ bộ. Rồi sau đó thì mình sẽ cover cái cuticle luôn, mình xong cái ngón này ha. Đầy đủ màu sắc chưa? Valentine về đủ tươi chưa mọi người? Rồi, cái này thì em đắp màu hồng trước để mình làm ombre ha. Cái phần chính giữa này của mình vuốt mỏng xuống. Xin hỏi question. Chị Hà cho em hỏi là bột dẻo hay màu khô là do bột hay lưu huỳnh đó? Hết Bột dẻo hay bột khô là do bột hay là do nước á ha, nó có ba cái để mà nó kết hợp để ra được nó dẻo hay nó khô. Và khi mà mình làm á thì mình phải biết cách điều chỉnh. Một á là bột, nó cũng có thể là bột nó một số bột nó rất là khô, khô nhanh mặc dù là mình kết hợp với liquid nhưng mà nó cũng khô nhanh hơn. Và cái liquid thì nó cũng có hai loại, đó là liquid khô và liquid chảy. Thì nếu mà mấy anh chị trong tiệm mình có hai loại cả liquid khô và liquid chảy á, thì mình có thể mình điều chỉnh được. Ví dụ như mình đắp mà mình thấy nó khô thì mình có thể mix thêm cái liquid chảy vào trong cái hũ liquid của mình, còn đắp mà thấy nó chảy quá thì mình có thể mix thêm cái liquid khô vào trong cái hũ liquid của mình để điều chỉnh nó vừa theo cái ý của mình. Và cái thứ ba nữa là cái thời tiết nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ khô, độ chảy của cái bột nữa. Nhiều khi á, cái trời thời tiết mà lạnh quá trong tiệm mình, mặc dù là mình mở máy hít đi nữa, nhưng mà khách hàng cái tay họ lạnh, thì khi mình lấy cục bột lên nó dẻo lắm mấy anh chị. Cho nên là đôi khi làm live em cũng gặp cái trường hợp đó, nhất là mấy ngày trời lạnh đó. Đang lấy cục bột dẻo để lên cái tay khách, cái nó chảy tè le ra, tại vì cái bàn tay người ta lạnh quá. Và cái thời tiết mùa đông á, thì nó cũng làm cho cái bột của mình nó bị chảy nhiều hơn và nó chậm khô hơn nữa. Những cái dùng tiểu bang lạnh á, thì lúc nào trên bàn mình cũng phải có một cái máy mini heat á, để cho mình điều chỉnh khi mà nó lạnh thì mình có thể mình để cái mini heat đó trên bàn rồi mình cho khách hơ tay trước khi mình làm, hoặc là sau khi mình đắp bột xong đi nữa thì mình cũng sẽ cho khách hơ cái tay lên trên đó để cho cái bột nó khô nhanh hơn. Mình để giữa móng xong rồi mình vuốt vậy nè, thì khi cái bột nó ướt mình vuốt vậy nó blend ra đẹp hơn. Rồi sau đó mình đi thêm một cục nữa ở trên. Rồi sau đó thì mình sẽ đi bột lia để mà mình phủ lại ha. Hello, hello mấy anh chị mới vào. Mình phủ bột lia lại để tí xíu nữa mình có giũa nó cũng không có mất cái đi cái ombre của mình. Rồi
Hôm nay là em xài tất cả các bột là của Beef and Do hết ha. Mình chỉnh cho hai góc hai bên nó đều nè. Lấy thêm liquid vào trong cây cọ. Bắt đầu đè vuốt lên cái nè, mình sẽ ra ôm rồi. Mình đè mạnh tay xuống á. Rồi lấy thêm một cục bột nhỏ nữa thôi. Đi vào cái khúc bên trên, tùy theo cái móng, nếu mà cái móng nào mà mình đã đắp nó cao rồi thì cái khúc này mình đi cái cục bột nó nhỏ lại chút. Và sau đó mình sẽ điên cục clear. Thì tới cái phần clear là mình không có cần phải đi cao quá, mình đi từ dưới đây nè. Từ chính giữa mình đi xuống thôi. Rồi, mình đi mỏng thôi ha. Mình để lên đây mình vuốt xuống vậy luôn cũng được. Mỏng thôi. Vậy là xong cái bàn tay của mình rồi. Rửa cọ và bắt đầu mình giũa vào design. Thì hai bàn tay bên kia em sẽ làm cái mẫu design khác hơn tí xíu, một tí xíu xíu thôi. Tại vì dạo này mình có cái cái idea mới là mình sẽ không có làm hai tay giống nhau hoặc là đối lập nhau nhiều quá, mà một bàn tay mình sẽ làm hơi đặc biệt hơn tí xíu cho nó nổi hơn chút á. Đây là hai cái set glitter em xài nè. Một cái set này là Valentine Glitter 2. Okay. Mỗi một set nó đều có 12 màu hết ha. Làm xong nó đổ ra ngoài rồi. Đó, set này là set 2 là cái tim tròn. Tới cái này là set 1 là trái tim kiểu. Rồi cái set mà không bao giờ xài sống không thể thiếu nè. Là set Clarion Glitter là em sao a fairy dust chứ. Là em sống không thể nào thiếu nè. Và bột hai màu 20 và 92. Anh chị nào mà đang có set Deep and Do rồi thì lấy hai màu này ra làm ha. Deep and Do là 4 in 1 đắp và deep điều sướng. Mình có cả nước sơn treo với nước sơn thường nữa, tại vì khách của em ít làm design bằng treo lắm. Hôm nào mà có thì em sẽ làm like cho mấy anh chị coi. Nước sơn treo nó đậm đặc, dễ xài lắm. Mà tính ra giá treo của nó cũng rẻ lắm nha. Một cặp dual của nó là 7 đồng rưỡi, mà khi mà mấy anh chị mua set thì nó giảm 10%, là tính ra mình còn có 6 đồng mấy. Mà nước sơn treo xài rất là đã. Rồi. Ồ, cái màu này dễ thương quá chị Kim. Cái này chắc ngày mai chị đè khách chị làm kiểu này suốt. Không có dài bằng lắm. Được không hả? Nó ngắn hơn hả? But it's so pretty. Lúc nào cũng hai ngón này thì nó mới, nó còn hơi mềm. Em sẽ giũa mấy ngón kia trước ha. Dạ được Châu Huỳnh, cái bột này của mình là chuyên cho dip mà chị. Bột chuyên cho dip, tại mình đem mình đi đắp á, nó vẫn đắp được. Nhưng mà bột rất là mịn, chuyên cho dip luôn. Nó có đi kèm theo nước sơn và treo nữa.
Đó là 4-in-1 đó chị. Gel nước sơn thường, bột vừa đắp vừa dip. Cái cuticle của mình thì lúc nào cũng phải sạch và mỏng xuống tự nhiên ha. Hên quá, cái ngón bên này em đắp mỏng xuống kìa. Hồi nãy cái ngón đầu tiên mình chưa có kinh nghiệm. Em hay đẩy cái cuticle của người ta ngược lại trước khi em giũa đó. Tại vì em giũa đi sát vào trong cuticle luôn chứ không có bị hở ra. Cho nên nếu mà mình không đẩy thì người ta dễ bị đau lắm. Hello, mấy anh chị mới vào. Mọi người coi share video giúp cho em đi nha. Để cho còn nhiều người khác coi được mấy cái mẫu design cho mỗi một cái mùa. Mùa nào em cũng làm design hết. Cái ngón này cái mặt của nó chưa được mướt nè, mình sẽ đi nhanh hơn để giũa cái mặt. Thường giũa khi đi cò em đi chậm lắm, trừ khi nào mà đi cái mặt móng em mới đi nhanh thôi. Em hay nói khi đi cò là đường local, mặt móng là freeway, ra freeway mới chạy nhanh, trong local mà chạy nhanh nguy hiểm lắm. Rồi. Mình giũa mấy cái ngón nào mà mình đắp design mình finish cho xong luôn ngón đó, để khi mà mình giũa mình quay lại nó đã khô rồi. Lại thường thì làm mình làm 10 ngón thì quay lại nó đã khô, tại hôm nay lúc nào làm live thì em cũng phải làm 5 ngón cho mấy anh chị coi á, cho nên là em phải đợi. Nhớ là mùa đông mình mua cho tiệm mình rồi mỗi bàn một cái máy hít á, ở những vùng lạnh á. Chị có xài máy hít không chị Kim? Ở đây thì không tới nổi ha, Florida nóng mà. Để khi mà mình đắp xong mình cho khách hơ tay, mình quay lại mình giũa luôn, mình không có cần phải ngồi đợi. Chứ xứ lạnh hồi trước em nhớ là lúc mà em làm á, là xong là phải ngồi đợi tí xíu cho nó khô mới giũa được. Gắn tranh thủ giũa nhanh để cho người ta còn về ăn cơm nữa nha. Nói trên món ăn Việt Nam của mình
Cơm không ăn, thời gian cũng thèm quá hả? Đi ra ngoài ăn bữa sáng. Rồi mình sẽ chỉnh coi cái sáp tất cả các ngón nó đã đều nhau chưa. Cái ngón này nó vẫn còn hơi mập tí xíu cái phần giữa. Từ ngón nào mà nó mập chỗ nào thì em sẽ chỉ dũa ngay chỗ cái phần đó thôi. Thì cái biết dũa kiểu này em bị ghiền á. Nó ra cái em thấy nó ra cái form móng nó đẹp lắm. Rồi. Xong rồi nha, xong rồi nhé cả nhà. Bây giờ mình sẽ bóp phở. Thì bóp phở em bóp luôn cái phần thịt hai bên của khách nè, để cho nó sập cái bụi xuống á. Tại nhiều khi mình đắp cái nó còn dính một tí xíu bột và bụi bên hông, bên phần thịt tay của khách, cho nên là mình bóp vậy xuống luôn. Rồi sau đó mình sẽ quay lại. Dũa xếp lần cuối thì lần này là xếp làm sao nó sẽ nằm y vậy. Trời ơi cái ngón này nó nhọn, mà nó nhọn kinh khủng luôn á. Kiểu này ăn gà là không cần không cần nỉa. Xong rồi, xong rồi. Cái màu rất là nhã nhặn nha mấy anh chị. Thì là làm gì làm cuối cùng em vẫn mê màu hồng nhất. Là màu hồng lên cái thấy cái tay của người ta nó nhẹ nhàng mà nhìn nó sáng. Rồi bây giờ mình sẽ gắn hột xoàn luôn và mình sẽ đi top coat ha. Cái ngón này em phải bóp phần chút một cái một lần nữa thì họ nó đi đi top coat nó mới bóng. Nên chị để ý là cái mặt móng của người ta mình phải bóp phờ cho nó tương đối là mịn thì mình đi top coat mới bóng nha. Chứ mình để nó sần quá, nhiều người sần quá mình có đi top coat cỡ nào nó cũng không có bóng được hết á. Giờ tới gắn hột xoàn nè. Ngón này hay ngón này chị? Rồi ở đây thì em sẽ xài glue gel ha. Và gắn nguyên móng thì cái phần nào mà mình gắn trung tâm đó, thì mình sẽ hộp bự thì mình sẽ để nó dày và phần nào ấy thì mình sẽ đi nó mỏng. Này thì em đi vừa và đều hết tất cả các ngón. Rồi. Vét cho nó gọn lại một cái. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy hột xoàn ra. Dạ chị Hoa Thảo 100% chị. Nhưng mà cái loại này là loại của Japan, cho nên là nó là 100, nhưng mà nó cũng tương đối nó rough cỡ 80 hả. Chỉ là nó không có bị rớt xuống nhiều. Không có bị mau cũ. Này chị Kim xài thấy nó rough cỡ 80 là 80, around 80. Em nhớ là 80. Ở đây có người này là master, tối ngày làm một ngày làm nhiều lắm. Cho nên cần gì em đi hỏi là xong. Rồi ở đây thì em sẽ xài. Hộp màu và hộp AB luôn ha. Nãy em mới nói đó, mấy anh chị, thường gắn là em gắn một ngón đẹp và một ngón không đẹp, cho nên là tối ngày cứ gì giấy trời cho con gắn hai ngón đẹp giống nhau, ông trời cũng mệt với em nữa.
2 more weeks for summer. Valentine hả? Two more week. Đấy. Dạ, 2 tuần. Bắt đầu tuần sau ra thì cũng chưa đâu, tuần sau là mới live ride à. Tuần tới nữa đó là mình sẽ rất là đông khách tại vì Valentine tới. Mấy anh chị chuẩn bị tinh thần nha. Tới Valentine là coi như là cài bỏ ăn là chuyện bình thường. Valentine Valentine là xưa cài là em ăn đúng rồi, Valentine không có chocolate là sống không nổi là đúng rồi đó mấy anh chị, tại vì cài đâu có ăn gì ngoài ăn chocolate đâu. Cả ngày ngồi làm cứ ăn sô cô la trừ cơm không á. phì ra hả? Xong rồi phì ra hả? Xong rồi nó trời ơi, ta nói Valentine xong rồi nó phì ra. Ăn sô cô la miết. Làm gì làm cho em thấy làm nail của mình là hại sức khỏe lắm á. Bình thường lúc mà ngồi nói chuyện với nhau á thì làm nhớ uống nước nha, uống nước da nó đẹp, giữ gìn sức khỏe. Uống nước nhiều thì nó đủ thứ hết trơn á. Tới giờ vô ngồi làm thử làm một chặp Valentine hoặc là làm một mùa thuế coi. Everything unhealthy, mình nói gì mình làm ngược lại hết á. Kêu ăn cơm tới giờ ăn đúng cử chứ không thôi làm nail dễ bị đa bao tử. Biết hết á, mà tới giờ làm là không có ăn. Cài sắp mặt hết mấy anh chị ơi. Hôm nay trời phù hộ chị Kim ơi. Oh, that one is way prettier than this one. Really? Đẹp không mấy anh chị? That one is beautiful. Thank Oh, yes, you. Em mới nói đó, trời phù hộ. Nhỏ này nó đi cài mà tối ngày nó giái ông trời hoài. Rồi hai bên này thì em sẽ đi 2 cái hộp màu hồng. Rồi tới đi hạt AB nhỏ hơn ha. 4 hạt. Cho nó nổi lên cái ngón này đấy mấy anh chị. Mình không có thì thấy nó trơ trọi cho nên mình có để cho nó đi chung với cái ngón kia. Đó, xong rồi đó, nó xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ top coat nha. Sau khi xong hết thì em sẽ đi top coat. Thank you mấy anh chị mới vào. Trời ơi, thiệt luôn á. Nhiều người sao đi ra đường. Bởi vì bữa nào á em phải làm một cái bài like cái văn hóa. Bữa người ta nói gì văn hóa mạng xã hội. Ở ngoài nhiều khi thấy mặt, thấy hình, thấy tướng, thấy dáng thì try try to be có văn hóa. Còn lên mạng hình không để profile rồi vô hỏi một câu để giày sao rửa đít được, móc chùi quẹt thì ai hỏi thì chét vô người đó một cái thôi, bỏ cái tật mất lịch sự. Kêu ảnh lại đi chùi Rồi em nói là mấy anh á, thấy mấy chị làm nail, mấy em làm nail á, thấy nó hiền đừng có chọc nó chửi á. Tụi em đi làm nail tụi em hiền, tụi em nói chuyện lịch sự là tại vì tụi em tôn trọng thôi nha, mất lịch sự là nó chửi lại ráng chịu đó, phải không mấy chị? Khách cũng vậy nữa, vô tôi hiền tôi lịch sự với mấy bà phải tôn trọng tôi với tôi cũng tôn trọng mấy bà, mà mất lịch sự là nó cũng chửi như thường đó. Chứ mấy con ghẹ làm nail không có con ghẹ nào hiền đâu, em nói thiệt, ghẹ làm nail là không ghẹ nào hiền hết á.
Em là dạng như là hiền cũng trong nhất dùng này đó, mà ai ai hiền hơn em là em giết. Hiền có vậy thôi đó. Ok, rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi, làm được một bộ móng Valentine, tối nay về ăn cơm tối với chồng. Dễ thương không mấy anh chị? Rồi em sẽ cho hơ đèn ha. Và lần này thì là 60 giây. Lần cuối cùng mình hơ là 60 giây. Dạ, một cái hộp hột xoàn là 135. À, mình có hai cái quality khác nhau. Một á, là của Swarovski thì là 301. Cái đó là top of the line. Cái hãng khác. Còn loại thứ hai là của hãng Journal thì 135, nó là high quality thì nó cũng rất là sáng rồi. Mà mình làm vậy thì mình dễ lấy tiền khách hơn. Ồ, hai cái màu này ombre đẹp quá phải không mấy anh chị? Để coi lại màu gì, 92 và 20 của Dip and Do nha. Ai chưa có set Dip and Do là lấy về liền. Bảo đảm sẽ bị ghiền, khách bên em là bị ghiền nhiều lắm. Mua Dip and Do về xài xong nó em ơi bây giờ chị không xài bột khác được tại vì Dip nó ra quá đẹp. Thợ chị là mua về thợ chị thích lắm. Rồi em gắn hột xoàn với glue gel nhé. Glue gel này nó rất là đặc cho nên khi mình quét á, thì mình cũng đều tay. Thank you mấy anh chị. I think it's good. 60 seconds already. Ok em sẽ lấy cái lông này ra. Thank you mấy anh chị mới vào. Rất giàu đúng không? Quá kim thôi. Ôi ô baby, ôi ô. Rồi em sẽ xức cái dầu rồi em cho mấy anh chị coi ha. Phải nói là cái màu này nó quá là ngọt luôn nhé. 20, 20 và 92 nha mấy anh chị. Super. Dễ thương không? Rồi đây. Bắt đầu mình đi từ ngón này đi ha. Rồi em sẽ quay cho chị Kim đó, dễ thương chưa, đủ Valentine chưa đó. Rồi thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Và em chúc mấy anh chị một đêm ngủ ngon để ngày mai chuẩn bị tinh thần cuối tuần hốt. Good night cả nhà và bye bye.